rồi đi trong luôn, chạy lại sao, sao ngồi ơi giống gâu gâu vậy đấy. Ngồi đi. Để lúc dưới được hả? Ngồi sao chạy lên? Đưa cây ông giá đi. Sửa cây nước 42 lên 60 nha anh em. Lắp con hai đầu mới. Hôm nay đi có mấy anh em hôm nay thứ bảy chủ nhật đi chơi cho vui. Hôm nay toàn là dân cơm cán đi không. Nó thấy đầu ngày thấy nóng lạnh rồi đó. Lạnh không? Đúng. Mới làm thùng hay vậy? Lâu rồi. Hay lâu rồi hả? Đồng nghe tới giờ lắm. Cái gì đúng thứ vậy, điện làm vậy? Theo hả? Đèn ấy lấy gì vậy? Ừ, có lấy bộ sâu chưa? Có đâu lấy. Ông giỡn hoài không? Ông không lấy mà lên đây ông sửa. Có bộ cũ mỏng mỏng thôi, điện ngủ mất tiêu, mới điện sạc nó dễ ngủ rồi. Bộ dáng nè, có gì? Hai bộ đó nè, bộ này nháy được rồi. Là đúng giờ bộ được, được rồi, bộ này con ngon nè. Mát ghê. Vậy bộ này ngon nè. Trước bị nắng. Đi mua tôi đây. Nè. Có anh. Quá trời luôn. Đó, đây là nhà thầy nha anh em. Lấy cái tốt tốt nè, lấy quần quần hơi hoài á. Đâu, hàng này là hàng chất lượng á. Đây nó quay nó đăng trên YouTube mà thầy lo gì nữa là nó thấy không ngáy là thầy bình luận là nó. Hàng quậy bạ đâu có dám đưa lên. Số 10, 42 đòi số 10. 42 đòi số 10. Ủa? Anh có xách cái vỏ vô không? Có đó. Vỏ em á? Chưa. Chưa hả? Để em xách. Găng, tại găng để em đó. Ok anh em. Đây là buổi chiều. Một cái buổi chiều may mắn, thành công. Tại vì hai đầu một người gửi nó không đủ công sức nó chạy. Nó phải hai ngựa nó mới đủ công sức. Nếu ấy là đi ống lại không? Ống 27. Thôi dặn ăn mà mày đi xuống đi. Ừ, nhận ăn đi. Quay chưa đó? Đang quay á anh. Miếng này sâu dữ không mày? Này sâu. Nó khoan chắc sâu. Mà đào thì ngắn. Đào thì ngắn. Ủa còn lên nướng miếng nào không? Không. Bơm vô linh ở không hả? Không không? Còn chút bơm vô lưu đâu để mình mồi đồ. Hả? À, có kéo để làm gì? Đại thêm không? Đại thêm thì nhiều nước đây chắc cũng gần đủ rồi thề. Dạ. Thợ chợ ôn. Chợ ôn hậu thành gì là có thợ hết trơn rồi. Trời Vinh, Hội gì. Xưa nó gì, chắc hay quên. Gam đổi đầu ống nè. Dạ? Nghỉ ảnh đâu có ăn uống được. Ông dòm không ăn gì. Hôm qua sáng chập bả rồi, ông mua thuốc
cái bên kìa. Chọc lên chị Liên ra rồi lần vậy thôi ai cũng không tính muốn la ra cả. Gì mà anh nuôi chọc chọc đi, bà ốc nguyên chia nước mía cho mặt anh luôn á. Bà đang nóng cái gì vậy. Ủa đi về có chiếc nhẫn mà cứ đó chọc hoài. Cho đi vô ơi. Kéo hả? Vụ gì cái tay vụ gì? Cắt gì vậy cái tay? Anh ngoan cái gì anh cũng làm tay hết trơn á. Làm qua làm qua kia nó không có cảm giác. Mình đang kéo lên đang kêu mình sư phụ luôn. Lên xuống lên. Được không mà thủ thế ghê vậy? 1 2 3. Chưa, em đúng rồi. Máy luôn đi. Hả? Đại ca qua học khổ nữa hả? Qua tháng nữa vậy? Qua tháng nữa vậy? Nó lúc trước đào mà. Cái ấm nó không đào á. Mét 8 ạ. Đào cũng sâu tới hả? Mấy rồi? Rồi mét 8 ạ. Tươi mới nè. Mới 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 mà. Mới đụng cái nó gắt nó cuốn cái gì vậy? Mới thùng nó cũng xì vậy. Máy thì cũ, máy nào mới cũ đâu. Ủa. Ở con dưới chợ luôn á thầy. Cái chỗ đó, cái châu sắt á. Dạ. Mày thì bỏ cái đồ của mấy này đi phụ đồ. Cái này này đồng mới mới rồi không có sao không đồng mới cũ. Ê, sao nó kêu, nó bơm lóc vị gì đó. Nó bấm gì, hú hú quá hả? Không, cái đó bị quần áo, xíu quần áo vô hết rồi. À, rác nữa hả? Thầy lên trên sáng tạo vậy ý là trên của mày nè. Cái này, mấy triệu á. Sáng mấy triệu rồi. Trời, kiếm đâu ra. Nó có kênh YouTube luôn á này. Cắt lục nữa lại đi. Nó đang quay á. Bỏ tổ không? Để luôn được. Gì vậy? Đi đi làm cũng quay về đó hả? Dạ. Đang lên. Đang lên YouTube. 49 khỏi khỏi khác. Đâu tới cắt chỉ có găng đường hồi 42 đường hồi à. Găng đó là đủ luôn á. Vừa đủ luôn á. Dạ. Vừa đủ. Bớt mẹ đi con. Vừa năm đợi dấu rồi kìa. Năm đợi dấu rồi kìa. Nó nhắc giờ. 35 thì nó không có kìa. Nhắc giờ nhắc cái số là thấy thù. Không. Không lẽ không lẽ anh không cho em tới bên xe là chiếc xe tải đâu 2 tấn gì số 65 Cần Thơ cũng vậy với học sinh với phụ huynh chết tại chỗ đâu Cần Long á mới đây hả mới nãy em đi á qua lộ sao biết đi bước gì á giờ chưa ra rồi mày là biển cái chuyện hỏi ông Hận về hỏi là chết tại chỗ lại là hết đi mất tiêu rồi. Nhưng mà ấy vậy, đụng nó chưa có ra đâu. 2-3 tiếng đồng hồ chưa gùi nữa kìa. Ăn kết á. Cái gì? Mới luôn rồi. Mới? Mới mà. 2 chừng mấy. Có 1 triệu mới à? Để mấy ông nữa. Cái đầu... Đang có 1 con keo hả? Rồi nửa ngựa công đầu ổng bắt vô chung mới nó đụ bận lên 24 hai con ngựa. Hả? Hai con ngựa. Cũng quá nó hai con ngựa. Một con một ngựa con bự hơn. Con mấy hai con ngựa. Trời đụ mang coi. Ví dụ nó hư cái này nó lên nước. Hả? Mỏng. Mỏng hư kêu nó sửa đó. Em làm cấp giờ vậy không á? Em làm cấp giờ vậy không? Đút xuống vậy không? Cả một. Cả một chẳng lặng suốt luôn cái một ngồi nữa cái khẩu này nè nó đợi về nó không ấy công không tù không ủa gì cái kia là hồi nãy là cái mồi nè giờ mình đưa lúc dưới rồi.
Dạ. Đảo con khúc à. Đất mấy à, giờ đưa xuống ba cây 2 mét rồi. Sợ nó có cát thầy. Nhìn cho nó biết. Lâu lắm rồi đó. Cái kêu một, cái kêu một con sợ ấy. Thằng nhét xuống rượu á, ống này nhỏ chơi bự, rút lên ống bự. Uống không nóng nó ra cái cây làm rác luôn nữa. Dạ. Rượu mới rút lên. Dạ, tới nước rồi. Nóng rượu cũng mệt. Tới nước. Nó giảm anh Ngoan. Cái đời đó bị nhiều tăng 100 mét không? 800-900 mét rồi nè. Cái răng 34 nó trong vỏ đó mà. 34 ra 27 á. Trồng hàng 100. Nó trồng vô. Bây giờ là 134. Ừ. Rồi đợt đó thì đây mới làm rồi nó 8 mấy 90 coi vậy là tới ngay cái cửa nhà mình chính mình tới cái xe nhà xe hàng triệu. Là mới nói ra tới lộ. Nóng quá lạnh. Nguyên cái chợ anh Sưng nó bằng đêm nó gom bắt cầu thang mình tới bắt lên nhà ta đó. Nó làm cái mấy tấn. Ông chính lạnh. Chính lạnh hôm nay có được miếng bị mất hết cái. Ok. Nó làm cái tính ra ở Vĩnh Sưng là mấy tấn. Nó đi bằng xe tải hay sao chứ công an camera công an ngoài đường tới mà công an nó bắt được nó đem lại phế liệu nó kêu kinh trả nó giờ nó không nổi công an hỏi mình tại sao hồi ấy mà kinh nổi nó hồi đó sao kinh nổi dám rượu mà dám có kinh lãnh nó dám chắc dùm mấy ngàn ký đó mà thấy nói rồi đó mấy bắt buộc rồi ông kinh lãnh đây cũng bị rình hết một cái là ở đâu thầy ở xéo xéo bên đây nè, ông dẫn đi quần dài nè, ông hàng, ông 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 đ
tên bung để rửa này không xài nước không tên này. Cũng có xài mà nước không tên thì để giặt đồ rồi thường. Còn cái này mình rửa rau rửa tắm hả? Là nhiều ruộng vậy đó, mình ruộng đúng không ạ? Đi ruộng rồi về mình tắm giặt đồ cũng mà nắng. Nước không tên vô đủ. Ôi đồ mà đi ruộng vô tắm nước máy hơn nước máy. Bàn lắm đó. Tôi cũng thấy. Đi ruộng về con mấy nước nào mà về dân chợ mình tắm có cho ít nước à. Đi ruộng vô tắm nó có 300. Hư nước máy luôn. Ở trong đây mà nhà to nữa mát nữa, nó mát rồi. Ở đây nè. Để mua tư lên cái biết nó quay hướng nào rồi ha. Đấy. Mua tư để trên cái ngạch luôn đó mày. Ừ, để đại đó. Không để nhà. Để nhà chị ra ta. Để nhà đấy, chị nhà cái gì nó cần có cái nôm sao vậy? Đục lỗ. Giờ thầy để nhà là thầy đục lỗ khác á. Ờ thì đục đại một chút nó đâu. Nó không ngày. Ở trong sợ nhưng mà để mua tư nhà đi mưa nó không có giọt. Nó không giọt. À đây vậy để nhà đấy. Dạ. Đục lỗ clip. Tối này này xây lâu chứ phá là nhanh mấy hồi. Đây có người phá dễ à. Lấy búa bum 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 là xong. Búa bự nè. Để mua tư vô rồi biết hướng nào mới đập được. Gắn co đâu vô. Vậy là xây cái một cái bầu để ngoài đây. Cái hồi để qua cái lu á thì cái đường ra cho nó vô cái bầu luôn đi. Vậy là mua tư đặt ngang luôn chứ sao. Ủa đặt xuôi thẳng luôn. Xuôi chứ ngang. Ở đây nên ra nè. Ở xuôi hả? Ồ nãy giờ chưa dặn xong 40 găng nữa ông nội ơi. Em mà lấy rồi mà. Mua tư nằm đầu này qua đầu nẻ nó có cái nước luôn rồi khác. Thường anh nhị đâu chắc nửa tiếng ngoan chắc cuốc tiếng gửi quá.
Rồi rồi mò mò. Mần thì nó mau, mần nó lâu. Vậy được nghỉ thứ bảy chủ nhật hả? Dạ, thứ bảy chủ nhật em nghỉ này. Của dòng tỉnh vừa rồi là phục hàng mấy này? Dòng tỉnh hôm rồi tí toán tiếng Anh thì nó được hạng 3. Dạ. Còn toán tiếng Việt thì nhiều chuyện. Bây giờ để đứng hàng tới hàng thứ bảy này. Không thôi giờ đi cắt này ra đi. Con làm mấy năm nay rồi? Dẫn đi sáng tạo hả? Dạ. Nó không có lồ là em không đi theo đâu. Ở đây coi chỗ đó. Ước rồi. Của Hoàng Nam. Em đang thấy nếm hả? Mấy đó nó quay cảnh mặt trên. Rồi dẫn 30 lượt xem này nè, nó mới đang hôm qua. Mới đang hồi sáng. Sáng mấy em trong người ta hồ mà quay lên sáng mấy em. Dạ không, cái này của cái khác đấy. Trong sáng đó hả, tận đâu quay đây tới hồ à. Chưa, mình chưa mới mới đang mình lấy không? Cái này dài bữa. Người con Minh Mã bà Tư bà ba à, cô ba là con người thứ tư, bà nội tư thứ hai. À, ông Dĩ Hoài Trường á, ông nội Dĩ Hoài Trường á hả? Ừ, ông nội thứ hai. Còn còn ông Hai Trường với cô ba này là con bà Tư. Ghế chị tương tốt á. Con cầm để trọng cái thọc ra trống ra chứ chứ để em hơi vậy đó. Rồi quá. Chưa dán keo. Rồi, vô rồi. Ở Phúc Thạnh á. Hả? Ở chưa anh Quang ơi, từ từ anh Quang ơi. Gắn cây trên trước rồi. Lấy ra anh Quang ơi. Đó. Lấy cái cây ra, bà Tư ra. Bảy. Ôi, khùng hết sức. Cái gì? Dừa. Dừa khô hồi đúc à, mà. Nghe, biết mà. Rồi, còn ở bên này nè. Ở bên này. Kẹo này dưới. Trời. Trời, xong rồi đó. Nhấp nhấp mấy cái nó lên. Ê, để đi. Ra đây nè, tôi kia vô luôn. Mở khóa này. Tính để cho nó bay kìa, nó không quay. Chưa. Chưa. Đừng hồi chưa đẩy nữa mà. Chưa nha. Dạ ông 27 rồi, bụp đi. Chưa em thử. Thấy là thử lấy cái ca để văng anh ơi. Kéo luôn ra chút. Này chắc đi ông 7 lại luôn. 27 nè, ra ống 27 nè. Có gì nhẹ máy chứ gì. 21.
ống này 27 nhưng mà ống đi đường đi là 21. Nghe quần áo này nó giật. Vậy là nuôi lươn được rồi, nước này nuôi lươn được hả anh tôi? Lươn phải u rồi. 27. Quen với chị nha hả? 42 ra 27. Xài motor 2 đầu. 7 cũng hư. Phê. Motor 2 đầu mới. À, Hưng Thịnh. Đi giếng 42. Chơi gì nữa không? Thì nước ngắn à, nước một cái heo á.